Vâng, xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ Duy Khánh Hải Phòng. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay, em lại review lên sóng giới thiệu với các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng. Đó là chiếc xe đến từ thương hiệu Mỹ Chevrolet Avell. Có năm sản xuất 2013. Bản đủ, số tự động, máy xăng, số sàn, số tự động với động cơ là 1.5 với mức giá 255 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc các bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ trực tiếp với em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe cũng như trao đổi thông tin về giá cả. Vâng, chiếc xe được sơn xi màu trắng ngọc trinh, sơn xi rất là đẹp các bác nhé. Chiếc xe là bản đủ cho nên là có đèn gầm, bốn bánh na sáng đúc, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ. Chevrolet Avell số tự động. Bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ một cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh và bấm nút chuông bên phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên. Vâng, vô lăng còn rất mới các bác nhé. Đã có trang bị thảm trải táp lô chống xước, nội thất nguyên bản, trần nỉ nguyên bản, cái da rất là tươi các bác nhé. Một chiếc xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, không đâm xô tai nạn ngập nước. Xe gia đình 255 triệu đồng. Một mức giá rất tốt cho các bác. Đó, phần táp ly cánh trước bên lái này các bác. Rất là sạch sẽ này, bảng tổng, gương chỉnh, kính chỉnh điện. Đây là gương chỉnh điện, hộp xe. Chevrolet Avell. Bốn bánh thì rất là đều nhau. Bánh dàn đúc, phần lốp thì được 70-80%. Vô lốp thì cực kỳ là ok các bác nhé. Tay nắm cửa Opilock, mạ chrome, sân kính về mưa đầy đủ. Đó, nội thất hàng ghế phía sau đây. Trang bị hộp đồ này các bác này. Một chiếc xe gia đình. Đó, cột kèo đinh bấm răng rượt zin, không đâm xô tai nạn ngập nước. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh và bấm nút chuông bên tay phải màn hình để cập nhật những mẫu xe mới nhất về cửa hàng mà em đưa lên. Vâng, form dáng nhìn từ phía sau này rất ok. Trang bị màn hình cam lùi, hai quả đèn phanh đèn hậu đây, rất ok các bác nhá. Opilock mạ chrome. Phần gầm bệ đây các bác. Gầm bệ chắc lịch các bác nhé. Một chiếc xe gia đình, không taxi dịch vụ. Đấy, độ lipo đây các bác này. Màn hình cam lùi. Vâng, bên em này chuyển sang bãi mới cho nên có rất nhiều xe các bác nhé. Chevrolet Avell bản số tự động. Đó, phần cốp đây các bác. Cốp thì rất là rộng rãi nhá, cực kỳ là sạch sẽ này. Đó. Phần lốp sơ cua đây các bác. Đây là trần sàn đã được dán một lớp chống ồn các bác nhé. Phần mối hàn chập điện đây, máng nước. Kéo chỉ lắp capo đây các bác, lắp cốp đây các bác. Hai trăm năm mươi lăm triệu đồng các bác nhé. Một chiếc xe đi lại gia đình, tránh mưa tránh rét.
cột kèo đinh bấm răng dượt đây. Nguyên zin, một chiếc xe gia đình, không taxi dịch vụ, không đâm xô tai nạn ngập nước. Phải nóc bàn lè các bạn ơi. Là một đúng chất mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi nhé. Phần táp ly cánh trước bên phụ đây cũng rất là sạch sẽ này. Với mức độ phát triển kinh tế như hiện nay thì sở hữu cho mình, cho gia đình một chiếc xe thì hoàn toàn hợp lý các bác nhé. Đó, chiếc Vinet Avel sản xuất 2013, bản đủ số tự động. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất này, test qua các chức năng cơ bản của chiếc xe khi di chuyển trên đường. Bảng táp lô đồng hồ đây các bác. Làm trải táp lô đấy, cho nên táp lô rất là sạch sẽ đấy. Máy đã bật các bác nhá. Máy nổ rất là ok. Đây, bảng táp lô đồng hồ đây. Phần xi nha. Đó. Màn hình Android cam nùi, âm nhạc cũng rất là ok các bác nhé. Phần phun nước gạt mưa đây, phần quả số đây các bác này. Phần phanh tay này, nóng lạnh. Mùa rét này thì là sẽ chuyển sang chế độ ấm các bác nhé. Gương cụt xe. Gương chỉnh điện. Rất là trơn tru các bác này. Phần gương trang điểm chắn nắng. Đèn trần này thì nó có chút chút chẳng, bên em sẽ xử lý các bác nhé. Chắn nắng gương trang điểm. Vô lăng rất mới các bác nhé. Trang bị túi khí này. Và túi khí cho người bên phụ đây các bác. Đó, gương chỉnh điện. Kính chỉnh điện, hoạt động cực kỳ là trơn tru. Chiếc Vinet Avel sản xuất 2013, số tự động, 255 triệu đồng. Nổ cực êm các bác nhé. Chiếc Vinet Avel có năm sản xuất 2013, bản đủ số tự động. Đó. Máy nổ cực êm. Máy móc thì cực kỳ là khô ráo và sạch sẽ nhé. Chi ABS này. Đó.
Vâng, vừa rồi em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vượt cửa bến cửa hàng. Đó là chiếc Chevrolet Avell, có năm sản xuất 2013, số tự động, động cơ 1.5 bản đủ, 4 bánh la xăng đúc, phanh đĩa ABS, túi khí đầy đủ với mức giá 255 triệu đồng. Vâng, 255 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ trực tiếp em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như trao đổi thông tin về giá cả. Vâng, em xin được kết thúc video đây, em xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.